Chào mừng các bạn đến với kênh Bò Củ Chi TV. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là bốn bộ mẹ con trâu các bạn. Đây, bộ đầu tiên này gốc 51 luôn các bạn. Ba mẹ con nha. Ba mẹ con trâu. Mẹ dẫn trâu đực. Dẫn con trâu đực anh luôn các bạn. Đây, bộ mẹ con, ba bộ mẹ con nè. Mẹ dẫn trâu đực nè. Trâu đực này cao gần 1 mét trâu các bạn. Cao gần 1 mét trâu. Chân móng hoàn thiện. Chân móng hoàn thiện nè. Mẹ con này trâu bày nha các bạn, ăn uống rất giỏi nha. Chân móng hoàn thiện nè, trâu đực nè, trâu mẹ nè. Đó, mẹ dẫn trâu đực này lứa tư các bạn. Mẹ dẫn trâu đực lứa tư. Chân móng đồ hoàn thiện, trâu đực da móc nè. Hai mẹ con này đều móng sò hết các bạn. Hai mẹ con này đều móng sò hết. Đó, trâu mẹ đòn dài, trâu đực da móc. Đó, cho mẹ nè, dẫn cho được thứ tư các bạn. Đó, ba bộ mẹ con. Bộ mẹ con này thì ba bộ mẹ con này thì chủ báo giá là 27 triệu các bạn, 27 triệu cho mẹ dẫn trâu đực. Dẫn thêm một con trâu đực anh nữa các bạn. Là 27 triệu. Chân móng đồ hoàn thiện cho mẹ nè. Dẫn cho được thứ tư, trâu đực anh này cái bên này các bạn, chúng mình quay kỹ cho anh em thấy luôn. Bộ ba mẹ con này thì chủ báo giá là 27 triệu các bạn, 27 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ trâu các bạn, mình comment dưới màn hình video nha. Đó, trâu bay, chân móng hoàn thiện, trâu mẹ dẫn hai trâu đực. Đó, trâu đực em, trâu đực anh. Đó, trâu mẹ dẫn trâu đực em là lứa tư, dẫn trâu đực anh là lứa ba. Giá 27 triệu các bạn, anh em nào có nhu cầu mua lẻ thì cứ liên hệ luôn nha các bạn. Anh em nào có nhu cầu mua lẻ thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại chủ trâu các bạn, mình comment dưới màn hình video. Trâu mẹ tàn lớn, chân móng hoàn thiện. Trâu mẹ tàn lớn, chân móng hoàn thiện các bạn. Ăn uống nè, rất là giỏi nha các bạn. Trâu bày đang, trâu bày. Trâu nghé này ăn cũng rất là giỏi các bạn. Trâu nghé này cao gần 1 mét trâu các bạn. Cao gần 1 mét trâu. Trâu mẹ dẫn trâu nghé này là lứa tư. Đo trâu mẹ cho anh em thấy luôn. Đây, cao 1m3 trâu nè các bạn. Trâu mẹ này cao 1m3 trâu, dẫn trâu đực. Đó, bộ ba mẹ con này thì chủ báo giá là 27 triệu các bạn. Bộ ba mẹ con nha. Trâu mẹ dẫn hai trâu đực. Giá 27 triệu các bạn. Đây, trâu đực anh nè. Chân móng hoàn thiện nè. Trâu đực anh, chân móng hoàn thiện, cao nè, hiếu đủ 1m2 trâu. Trâu đực anh này cao hiếu đủ 1m2 trâu nè các bạn. Bộ ba mẹ con này thì chủ báo giá là 27 triệu các bạn. Trâu đực anh này cao hiếu đủ 1m2 trâu. Trâu mẹ cao 1m3 trâu. Bộ ba mẹ con này thì chủ báo giá là 27 triệu các bạn. 27 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Trực tiếp số điện thoại của chú trâu mình comment dưới màn hình video các bạn. Trâu đực này da móc nè, chân móng hoàn thiện nè. Da móc, chân móng hoàn thiện. Bộ ba mẹ con này giá 27 triệu. Anh em nào có nhu cầu mà mua trẻ trâu đực anh thì cứ liên hệ nha các bạn. Trâu này là chủ trâu là bao xe cho anh em luôn nha. Anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ nha các bạn. Giá 27 triệu bộ ba mẹ con các bạn. Còn đây là bộ thứ hai, bộ mẹ con trâu cái. Đây, trâu mẹ dẫn trâu cái các bạn, giá 18 triệu bộ mẹ con thứ hai nè. Trâu cái da móc nè. Chân móng hoàn thiện các bạn. Trâu mẹ dẫn trâu cái lứa tư nè. Bộ thứ hai giá, bộ thứ hai giá 18 triệu các bạn. 18 triệu, chân móng hai mẹ con đều hoàn thiện hết. Trâu con da móc, hai mẹ con đồ ăn uống đồ rất là giỏi nha các bạn. Trâu bày đàn, bộ số 2, giá 18 triệu các bạn, bộ số 2 giá 18 triệu nha. Trâu mẹ tàn lớn nè, trâu mẹ tàn lớn nè, dẫn trâu cái, giá 18 triệu các bạn. Bộ trâu mẹ dẫn trâu cái lứa tư nha các bạn, trâu mẹ dẫn trâu cái lứa tư nha, giá 18 triệu các bạn. Anh em nào, bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ trâu các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn.
Bộ số 2, bộ mẹ con trâu cái giá 18 triệu. Trâu cái da móc nè, trâu mẹ tàn lớn nè. Đo cận cảnh trâu mẹ cho anh em thấy luôn. Đây, hai mẹ con trâu cái. Đây, trâu mẹ cao huyết độ mét 3 trâu các bạn. Đây, trâu mẹ cao huyết độ mét 3 trâu nè. Đó. Huyết độ mét 3 trâu nha các bạn. Trâu mẹ cao huyết độ mét 3 trâu. Dẫn trâu cái. Giá 18 triệu. Trâu cái này cao gần 1 mét trâu các bạn. Trâu cái này cao gần 1 mét trâu. Giá 18 triệu bộ mẹ con trâu nè các bạn. 18 triệu. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ trâu các bạn. Mình comment dưới màn hình video nha. Bộ số 2, bộ mẹ con trâu cái, giá 18 triệu. Đó, trâu mẹ nè. Cao huyết độ mét 3 trâu, dẫn trâu cái cao gần mét trâu. Giá 18 triệu. Đó, trâu mẹ dẫn trâu cái là lứa thứ tư nha các bạn. Giá 18 triệu trâu bay. À, anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú trâu các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Bộ số 2 giá 18 triệu. Đây, bộ số 2 giá 18 triệu nè các bạn. Dẫn trâu cái da móc nè. Còn đây là bộ mẹ con trâu đực, bộ số 3. Bộ này giá 20 triệu các bạn. Bộ này giá 20 triệu. Trâu mẹ chữa lại rồi nha các bạn. Trâu mẹ là chữa lại rồi nha. Đó, dẫn trâu đực. Trâu mẹ này chữa rồi các bạn, dẫn trâu đực nha. Chân móng hai mẹ con đồ hoàn thiện hết, giá 20 triệu bộ mẹ con này các bạn. Bộ số 3 giá 20 triệu, bộ mẹ con trâu đực nha. Đó, chân móng đồ hoàn thiện hai mẹ con nè, ăn uống đồ rất là giỏi. Đó, trâu mẹ chữa lại rồi các bạn. Đó, trâu mẹ dẫn trâu đực lứa tư, chữa lại luôn. Đó, giá 20 triệu các bạn. Đây, trâu mẹ này dẫn trâu đực nè. À, trâu mẹ dẫn trâu đực lứa tư các bạn. Trâu mẹ chữa là rồi nha. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Trực tiếp số điện thoại chú trâu mình comment dưới màn hình video nha. À, trâu mẹ này cũng to tàn các bạn. Cao mét 3 trâu. À, trâu mẹ này to tàn, cao mét 3 trâu. Dẫn trâu đực. Cao mét 5 trâu. Dẫn trâu đực cao mét 5 trâu. Trâu mẹ cao mét 3. Dẫn trâu đực cao mét 5. Bộ này là bộ số 3 nha các bạn. Giá 20 triệu. Bộ số 3 giá 20 triệu. Bộ mẹ con trâu đực giá 20 triệu các bạn. Đây. Trâu mẹ này cao mét 3 trâu nè các bạn ha. Đây, trâu mẹ này cao mét 3 trâu. Trâu mẹ này cao mét 3 trâu nè. Dẫn trâu đực. Trâu đực này cao mét 5 các bạn. Trâu mẹ cao mét 3 trâu, dẫn trâu đực cao mét 5. Giá 20 triệu. Giá 20 triệu nha các bạn. À, bộ mẹ con số 3 giá 20 triệu. Trâu mẹ chữa là rồi nha các bạn. Đó, ăn uống nè. Trâu mẹ ăn uống rất giỏi. Dẫn trâu đực. Trâu mẹ chữa lại rồi các bạn. Dẫn trâu đực cao mét 5. Trâu mẹ cao mét 3. À, giá 20 triệu. Trâu mẹ dẫn trâu đực lứa 4. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Bộ mẹ con trâu đực này mẹ con đều móng sò hết. Cho mẹ cao mét 3 trâu. Dẫn trâu đực cao mét 5. Cho mẹ chữa lại rồi. Đó, giá 20 triệu các bạn. Bộ số 3 giá 20 triệu. Đó, còn đây là bộ thứ tư. Bộ này cũng 20 triệu luôn các bạn. Đó, trâu mẹ dẫn trâu đực luôn. Trâu đực thì cũng cao mét 5. Trâu mẹ cao mét 3. Bộ thứ tư nha các bạn. Trâu mẹ cũng chữa lại luôn các bạn. Trâu mẹ cũng chữa lại luôn. Bộ mẹ con trâu này thì chủ báo giá cũng 20 triệu luôn các bạn. Bộ thứ tư cũng 20 triệu luôn nha. À, trâu đực da móc, xương lớn, đòn dài. À, trâu bày đàn. Trâu mẹ cao mét 3 trâu. Dẫn trâu đực cao mét 5. Trâu mẹ chữa lại rồi. À, trâu mẹ dẫn trâu đực là lứa thứ tư. Giá là 20 triệu luôn các bạn. 20 triệu nha. Bộ mẹ con trâu đực này thì chủ báo giá là 20 triệu luôn các bạn. Chân móng nè. Hoàn thiện hết các bạn. Chân móng hai mẹ con đều hoàn thiện hết. Móng sò hoàn thiện hết các bạn.
vẫn tu được, đầu mẹ vẫn tu được nha các bạn. Bộ mẹ con trâu này thì chủ báo giá là 20 triệu cho mẹ chữa lại rồi các bạn. Trâu mẹ sùng sình có ngang, trâu mẹ sùng sình có ngang các bạn, dẫn cho được thứ tư chữa lại rồi, giá 20 triệu. Anh em nào bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú trâu các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Trâu bày đàn nha, trâu mẹ dẫn trâu được thứ tư, trâu mẹ chữa lại rồi, giá 20 triệu. Bộ thứ tư này ăn uống rất là giỏi nha các bạn, trâu được xương lớn, trâu mẹ có ngang, trâu mẹ cao 1m3, trâu dẫn trâu được cao 1m5, cho mẹ chữa lại rồi. Giá 20 triệu bộ mẹ con trâu này các bạn, 20 triệu. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn, và xin được báo giá lại bộ mẹ con trâu đực bộ thứ tư, chủ báo giá là 20 triệu. Chủ báo giá bộ thứ tư, chủ báo giá là 20 triệu nha các bạn, bộ mẹ con trâu đực. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.